Hello mọi người, xin chào mọi người, chào đón mọi người đến với kênh của Khắc Công. Thì giới thiệu với mọi người, bên trái đây là kênh của Khắc Công. Vâng, và video hôm nay Khắc Công xin giới thiệu với các bạn là gần một tháng sau khi bật kiếm tiền thì Khắc Công kiếm được bao nhiêu? Vâng, vẫn là chua chát lắm. Lượt xem 28 ngày cuối cùng là 514,094 phút. Số lượt xem là 52.934 lượt xem. Người đăng ký là 128 người. Vâng, và cái quan trọng nhất, doanh thu ước tính của bạn từ ngày được bật kiếm tiền đó là ngày bao nhiêu nhỉ? Ngày bật kiếm tiền là ngày mùng 9 tháng 3 được bật kiếm tiền là 0 đô, 0,15 đô, 0,91 đô. Cao nhất đỉnh điểm là 2,51 đô. Vâng, đó là tháng 3, tổng kết lại là được 23,83 đô la. 23,83 đô la nhân 23.000 bằng 548.090 đồng. Cảm ơn mọi người đã xem kênh của Khắc Công và nhờ mọi người mà Khắc Công có 500.000 đồng. Tuy là số tiền không nhiều nhưng mà cũng đủ cho Khắc Công làm một việc gì đó. Cảm ơn các bạn. Mong mọi người luôn vẫn tiếp tục ủng hộ cho Khắc Công nhé. Vâng, kênh của Khắc Công đây. Vẫn tiếp tục ủng hộ cho Khắc Công. Tạm biệt mọi người ạ. Cảm ơn mọi người rất nhiều.